Việc chào quý vị và các bạn thân mến nha. Việc có mấy cặp lo cỏ chia sẻ đến quý vị và các bạn, hàng rẻ tiền nha quý vị và các bạn. Giờ dòng lo này về quý vị để trong phòng ngủ ha. Nhỏ nhỏ, phòng nhỏ nhỏ nghe nhạc, hoặc là để phòng khách sân bay đều cũng được. Thì ở đây việc có hai ba đôi pianô nữa. Ba đôi này thì việc đã test rồi. Đang hát tốt nha quý vị. Đó. Hàng thì chưa có vệ sinh bụi không à, để việc giật e căng ra. Thì đây là cái dòng Pioneer SX620V quý vị, bụi nha. Đó thì được có được con cái là cái dòng loa này á, ở phía trước quý vị và bạn thấy là cái mặt loa phía trước rất là đẹp. Đó, để việc giật e căng ở dưới này ra luôn. Đây quý vị và các bạn. Đó. Cái sắc xi ở phía trước của loa này rất là đẹp. Thì 620 này việc đang có hai cặp. Đang có hai cặp nha quý vị và các bạn. Loa này là ba quay. Chút xíu nữa thì việc sẽ quay ở phía sau để quý vị và các bạn cùng xem. Tình trạng hàng bãi nguyên zin. Cái bát này á, nãy việc đo đường kính á, là từ từ đây qua đây nè thì nó 22, còn từ đây qua đây là nó 25 nha. Có lỗ thông hơi phía trước gần vải nha quý vị và các bạn. Hàng là nguyên zin nha, hai cặp thì y nhau. Nói chung hàng bãi hàng cũ thì cũng phải có chày có này có nọ nha. Đó rồi, còn ở bên đây là một cặp Pioneer SX 720, bên đây là 620, còn bên đây là 720. Thì nó cũng tương tự giống như nhau, nhưng mà cái cặp mà 720 này á thì nó nặng hơn cặp bên kia rất là nhiều. Nó nặng quý vị và các bạn. Chép đôm. Cái cặp 720 này thì chép đôm mọi quý vị. Đó. Thì cái bát nó cũng gần giống như cái bát bên kia. Đó. Bát con này có gì, in cái chữ trên này. Đã test hát tốt. Đã test hát tốt hết rồi. Mấy cái này quý vị để phòng ngủ nghe là tuyệt vời luôn, hoặc là để phòng khách á, trưng bày nó cũng đẹp nữa. Mấy này không cần e căng, mình để e căng nó không đẹp bằng là giật e căng ra đâu quý vị và các bạn. Đó. Rồi SX 620 thì việc có hai cặp, giá của mỗi cặp là 3 triệu 200 nghìn đồng, đã bao gồm phí ship tận nhà cho quý vị. Và phương thức mua hàng thì quý vị hoặc bạn chuyển khoản trước, việc bán trước, việc xin phép không COD. Và cái cặp 720 đó, cặp 720 này á, thì giá là 4 triệu đồng đó, đã bao gồm phí vận chuyển đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Rồi đây là hình thức ở phía sau của ba đôi loa việc vừa chia sẻ với quý vị và các bạn. Thì giá cả thì quý vị và các bạn cứ lên Google search nha, nghiên cứu thêm. Thì lưu ý là hàng hóa bây giờ tất cả các thứ gì nó cũng lên hết. Quý vị và các bạn mà mua cái này á, là tính tiền đô không à. Mà hiện tại á, là đô là đã 24 rồi quý vị và các bạn. Đó. Cho nên á, quý vị có search giá trên Google á, thì quý vị nên nhớ là so sánh giá giữa năm nào với năm nào. Năm nay là năm 2022 đó. Có nhiều quý vị cứ so sánh thấy người ta bán có 2 triệu 2 triệu 2 à, mà coi lại là giá năm 2013 2001 rồi đó. Nhiều quý vị so sánh giá như vậy là chết em Việt nha. Đó, khổ lắm quý vị. Đây là cái cặp Pioneer 720 nè. 720 đây. Công suất là maximum là 160W cho mỗi chiếc, trở kháng là 6 ohm, pin gia băng. Đó. Đây là số series. Cái đó phần cái bên đó là bên gai, còn bên đây là bên led. Đó, số series, trùng số series. Led gai. Đó. Rồi, đây là cái cặp 620. Đó. 620 trùng số series, bên đây là bên right, còn
Bên đây là bên led công suất là 100W, trở kháng là 6 ohm. Đó, mấy cái này dễ đánh lắm quý vị và bạn, mấy cái âm ly chuột chuột nhỏ nhỏ đó là đánh được hết à. Đó, thì nói chung là hàng cũ, việc chỉ bao cho quý vị là không bể nở thôi và hàng zin, chứ còn mà nói mà chạy chút đỉnh hay gì đó thì quý vị và bạn hết sức thông cảm về vấn đề này, hay là mẻ gốc gì đó chút chút á thì nó bắt buộc nó phải có thôi quý vị và bạn. Rồi, quý vị nào cần thì liên hệ nha, 0963 72 1519. Việc xin chào quý vị.